ông Nguyễn Tư và bà Đoàn Thị Đức nhờ một người dẫn đường. Ngôi nhà nằm lõm trong một xóm nghèo giữa cao nguyên Đắk Lắk. Tôi chưa từng được thấy ngôi nhà nằm nghèo khổ đến như vậy. Trong nhà không có gì quý giá ngoài hai vợ chồng già sống hoi thóp qua ngày. Số phận đã đưa hai ông bà đến bên nhau, rồi lại cướp đi những thứ đáng lẽ ông bà phải được hưởng. Nằm trên chiếc giường mà tôi nghĩ một người bình thường nằm đã khó, huống gì đây bà là người bị liệt nửa người. Nhìn cảnh này, làm sao chúng ta có thể kìm lòng nổi? Chiếc xe ông đa nó tơi vô có miếng gọt ra mới vừa tầng nằm ngúa kìa, không có đi qua đường. Đi qua đường rồi có bắt đầu xe nó tơi vô nó chạy thôi. Khi được hỏi về những đứa con ông đã sinh ra, ông bà tâm sự. Ông bây giờ nó đi lưu lạc rồi, một thằng thì ở Ngọc Hội, còn hai thằng thì cũng ở đây chứ mà không tới. Không được quá rồi, tận ngoại mình cơ. Đang tới quanh ông đụng bố cổ ông, mà có vợ rồi mà rồi. Lo vợ cho lo cho mình cô. Chị thu cùng cái là một tấm. Đúng rồi. Đi mua rồi đi lượm bữa nọ cái xóm là lo cho vợ chồng rồi cái bắt đầu đi em nhựa ngay được không ba chục cho mấy bà cô để rẻ đi mua là không có căng bà cô mua lụi lụi rất nhiều nhưng vậy thì nó rẻ rẻ này. Đi bán nữa được gì nuôi bán rồi chứ đó. Ông thì cũng khổ từ hồi giờ luôn. Mà ở đất xa thì họ cũng cho cũng ít nhiều gì thôi, ít thôi chứ cũng không có nhiều. Qua được gặp cho mấy cái ngày giống mà con ngày cầm vô thôi chứ có bán nha thì được cô nhi đưa cô đưa cô nhi qua. Không có đi đâu vậy, không có tiền đâu. Anh nhà anh em đi mặn ở đây. Ủa cô, đặc biệt dạy không được. Ừ. Khi cỡ, cô cỡ lệnh cái xa nó nấu. Không đủ đâu, bây giờ. Cái con cổ. Cũng nhờ ông lại vậy. Dạ. Để xin về tấm con ông vậy.
Khi được tôi hỏi mong muốn của ông ngay lúc này là gì, ông trả lời: ông đây cái gì là đây như trời đất, thì được ngài nô hàng anh ấy vậy cô, tự nhiên cũng cầu cũng mạnh như